Ok, xin chào mọi người. Hôm nay mình có gặp một bạn sinh viên ở đây, mình sẽ phỏng vấn bạn ấy một số câu hỏi nhé. Ok, xin chào em. Anh là Nhật. Không biết là em là sinh viên khóa mấy và học ngành nào? Em là sinh viên khóa K17, học ngành truyền thông đa phương tiện. Xin chào em. Thì hôm nay trong 1 đến 2 ngày gần đây em đã không biết là em đã tham gia một số buổi phỏng vấn nào tương tự như thế này chưa? Dạ chưa. Ok. Rồi, câu hỏi đầu tiên nhé. Thì không biết là em có cho mình muốn trang bị cho mình những cái gì khi mà em ra trường nhỉ? Em nghĩ là em muốn trang bị cho mình kiến thức cũng như là kỹ năng mềm để có thể mà sẵn sàng ra làm việc ở ngoài khi mà em ra trường. Vậy thì em nghĩ thì mình cần trang bị những cái gì thì là quan trọng nhất? Kỹ năng cứng hay là kỹ năng mềm? Theo em thì là kỹ năng mềm. Tại vì kỹ năng cứng thì mọi người có thể học được, còn kỹ năng mềm thì mình chắc phải cần thời gian dài để trau dồi. Em suy nghĩ thế nào khi như thế nào là khi làm thế nào để mình khi sau khi ra trường mình sẽ có được một công việc tốt đúng như kiểu là trong cái mục tiêu của mình đặt ra là lương cao? Em nghĩ mới ra trường thì mình khó để tìm công việc được lương cao anh, thì nghĩa là mình nên bắt đầu từ những năm đại học. Có thể là mình kiếm những công việc nhỏ nhỏ làm freelance để cái content này kia để có thêm kinh nghiệm. Ok, em cảm ơn em nhé. Vậy thì thêm một câu hỏi nữa là em có từng tham gia câu lạc bộ nào hay biết đến câu lạc bộ nào trong trường chưa? Em có tham gia câu lạc bộ và em cũng biết nhiều câu lạc bộ trong trường. Vậy thì câu lạc bộ em tham gia là câu lạc bộ gì? Em tham gia câu lạc bộ Skills Interact. Ok. Vậy thì không biết là em có biết đến câu lạc bộ BEC không? Business Economic. Dạ có. Vậy thì em có thể chia sẻ vì sao mà em không tham gia câu lạc bộ BEC mà lại em lại tham gia một câu lạc bộ khác? Có lẽ là do chuyên ngành của em. Theo em biết thì BEC là chuyên về mấy kiểu doanh nghiệp, kinh doanh, đi thi quản trị kinh doanh. Đúng rồi. Em cũng có từng tham gia một cái chương trình kiểu nghiên cứu kiểu như thế nào ta? Là giải case study của BEC. Nhưng mà em nghĩ là sau khi tham gia chương trình đó thì em thấy là ngành của em với lại cái định hướng đi của cái câu lạc bộ nó không giống nhau như là em có nghe. Cảm ơn em. Bài phỏng vấn của anh thì đến đây cũng kết thúc rồi. Thì không biết là em có thể cho anh lại số điện thoại để anh có thể dễ dàng liên lạc được không? Dạ được. Hay là em đọc đi. 0762 879 145. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi, ok, chúc em một buổi tối vui vẻ.